Cái này thì nó khoảng cách tầm mấy chục mét á, 30-40 mét gì đó tùy theo xe nha. Đấy, nó chạy lên cái mũi khoan luôn, rất là im luôn. Hello, xin chào anh chị. Hôm nay cửa hàng xe điện cho em Tây Ninh mới về cái mẫu xe mã số là MQ150. Dòng xe này được nâng cấp lên từ dòng xe là WM1166 nha. Xe được sử dụng là 4 động cơ nha. Ở trước 2 động cơ và sau 2 động cơ. Kiểu dáng thì cũng hơi giống mẫu xe là WN1166, nhưng mẫu xe này là nó được thiết kế thêm một cái bánh, thêm một cái ghế phụ để ngồi sau nữa, có nghĩa là người lớn mình ngồi được luôn. Đây, ghế phụ một lát là bên mình lắp ngay đây nha. Đây chính là cái ghế phụ, mình lật ngược lên á thì trở thành cái ghế. Còn mình lật xuống như thế này thì nó là một cái rổ để đựng đồ chơi nha. Xe được sử dụng hai ghế, hai chỗ ngồi, bình ắc quy 12/10. Ghế được niệm da màu đen sang trọng. Mẫu xe MQ150 ở cửa hàng mình về hai phiên bản. Phiên bản bánh nhựa và phiên bản bánh cao su nha. Dòng xe này tải trọng tầm cỡ 70 kg. Nó lên mát luôn tầm 80 kg được luôn nha. Nhưng mà khuyên anh chị là sử dụng tầm dưới 70 kg trở lên, trở xuống chứ, để cái động cơ nó được vận hành tốt nha. Mình thấy có những cái dòng xe này ở nhà máy họ test thì nó tải tầm 120 kg luôn thì nó vẫn chạy nổi. Có nghĩa là cái cân nặng nó lên thì xe vẫn hoạt động nổi, nhưng mà nó mau hư lắm nha. Mình khuyên anh chị là dùng cái xe này tải trọng dưới 70 kg thì sẽ vận hành êm ha. Cái xe này ở cửa hàng xe điện cho em Tây Ninh về 3 màu, gồm có màu màu xám, màu đỏ và màu trắng. Trước mắt anh chị chính là phiên bản bánh cao su nha. Do không có chỗ trưng bày, mình chỉ lắp ra một mẫu xe để làm mẫu. Anh chị quan tâm những cái phiên bản như là bánh nhựa còn lại thì cứ inbox trao đổi với mình, sẽ hỗ trợ tư vấn nha. Cái phiên bản bánh cao su này nó làm cái đường viền y như là xe thật luôn. Cũng giống như là dòng xe WN1166 thì QM150 cũng trang bị một cái bánh xe cua. Đây là phiên bản bánh nhựa thì nó như thế này nha anh chị. Khi mà mình ấn vào nó không có độ đàn hồi. Còn phiên bản bánh cao su thì mình ấn vào nó có độ đàn hồi. Hai cái bánh này mình nhìn nó cái size với lại cái màu sắc gì nó cũng tương tự luôn, cho nên rất là khó phân biệt nha. Mình ấn vào có độ đàn hồi, đó là phiên bản bánh cao su thì chạy nó sẽ êm hơn nha. Cái bánh xe cua này là nhà máy họ tặng kèm theo thì nó chỉ là bánh nhựa thôi nha. Đấy. Xe này cái cửa nó cao, cửa cao lắm. Những bé nhỏ thì mình sợ bé té hoặc leo ra ngoài á, thì sử dụng cái dòng xe này là rất là an toàn luôn, mà bé không có trèo ra ngoài được luôn. Chốt rất là chắc chắn. Xe này nó sử dụng luôn cả một chân ga và một chân thắng. Đây, nó sử dụng một chân ga và một chân thắng y như xe thật luôn. Đây, mình lắp cái bánh phụ vào bánh xe cua. Còn người lớn mình muốn ngồi hoặc một bé lớn ngồi phía sau thì mình lật ngược cái rổ này lên thì nó trở thành một cái ghế phụ. Đấy, ghế phụ thì nó hơi cao, cực kỳ xịn sò luôn. Nhìn kiểu dáng nó bên ngoài á là rất là dễ lầm tưởng với mẫu xe WN1166. Cái size thì dòng xe QM150 này nó hơi to hơn tí nha, và nó hơi cao hơn tí. Chung là tất cả từ động cơ, máy móc và điện thì nó làm sắc nét hơn
WN1166 một tí. Còn giá cả thì nó cũng là trên nhau, không có bao nhiêu hết, do nó cùng một nhà máy và kiểu dáng cũng na ná nhau. Cái điểm trừ của cái dòng xe này á, là nó thiết kế cái vô lăng ở giữa, cho nên nếu như mà nhà có hai bé lớn ngồi á, thì nó bị bất tiện nha, nó vướng cái vướng chân, vướng cái chân cho bé thứ hai. Còn nếu nhà có một bé ngồi thì thoải mái rồi, chơi tới lớn luôn. Máy bên phải chính là mạch nhạc, mạch điện tích hợp gồm có chế độ bập bên, bluetooth, đèn tốc độ nhanh chậm rồi tiến lui đầy đủ luôn. Cái kính chắn gió nó cũng làm cái đèn luôn, kiểu dáng rất là hầm hố. Với mức giá tầm hơn 4 triệu thì mình thấy đây chính là một mẫu xe dành cho hai bé chơi rất là thoải mái. Còn nếu nhà có một bé to và một bé nhỏ ngồi, mình cảm giác nó hơi chật chỗ, thì bé lớn tầm 8-9 tuổi có thể ngồi ở phía sau nha, thì mình điều khiển cho bé nhỏ ngồi ở phía trước. Hôm trước mình có đăng cái video là có bốn bạn là cùng chạy một chiếc xe này á, là một bạn ngồi ở ở đây, một bạn ngồi ở ghế này và hai bạn ngồi trước đầu. Tải trọng tầm cỡ là 150 kg, nhưng mà mình nghĩ là đó chỉ là một cái video là thử xe thôi, coi chất lượng động cơ và khung xe, chứ thực tế thì mình khuyên nên là dưới 70 kg nha các bạn. Anh chị và các bạn cần tư vấn thêm những cái mẫu xe tải trọng cao á, thì anh chị vui lòng là inbox trực tiếp ở bên cửa hàng em ha. Bên em sẽ hỗ trợ là tư vấn kỹ hơn để mình sử dụng một chiếc xe là tốt và hiệu quả nhất, cũng như là mình chọn cái xe phù hợp, tránh trường hợp là mình đọc được những cái thông tin như là tải trọng 150 kg hay là 120 kg thì nó không thực tế, khi mà mình sử dụng nó tới số ký đó thì nó hư xe luôn nha. Cái dòng xe QM150 thiết kế thêm một cái chân, cái chỗ này là chỗ thứ nhất là bậc thang để cho bé bước chân lên khi mở cửa nè, thứ hai nữa là có bé lớn hoặc là có người lớn ngồi ở phía sau thì mình để chân lên đây nha. Đây là cái gác chân. Thông qua 5-7 phút là bên mình cũng là lắp xong cái xe mã số QM150 nha. Video sau là bên mình sẽ là cho người một mẫu test xe này và quay một đoạn video. Anh chị quan tâm thì xem tiếp những cái video tiếp theo nha. Cảm ơn anh chị đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp anh chị trong những cái đoạn video tiếp theo. Thân ái chào anh chị.